Các đại ca ơi, nhà mình đang có âm ly cũ, đang có dàn âm ly cũ như thế này, loa kéo hoặc loa sách tay, loa dàn như thế này, xin các bác đừng vứt âm ly trong dịp Tết này vì rất là lãng phí. Thay vì như vậy, mình tận dụng nguyên một cái dàn karaoke cũ, các bác chỉ thêm cho em một bộ mixer Max 16 Pro kèm hai mic như thế này. Đây, khi các bác mua về như này, cái điều đầu tiên là các bác được này, thứ nhất là nhạc hay hơn này. Thứ hai là nó có hai mic này, không phải mua mic này. Thứ ba này là có 19 chế độ vang số này, mình hát vang vợt có effect này, nó nhẹ hơn này, âm thanh chất lượng hơn này. Thứ tư này, đấu nối thì vô cùng đơn giản này, nếu các bác sợ đấu nối này nhá, các bác mua ở bên em là sẽ có ngay sợi dây hoa sen ra hoa sen, mình cắm trực tiếp vào âm ly. Và âm ly lúc này ấy, âm ly nhà bác lúc này nó chỉ là mang tác dụng là đẩy thôi, nó không còn chỉnh nhạc, không còn chỉnh mic nữa, mà chỉnh toàn bộ qua con mixer Max 16 Pro này. Thậm chí con này nó còn hát được live stream các bác ạ. Và bây giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác xem nhá. Con này tiếng mic cực kỳ hay luôn. Đây, bây giờ cho các bác đầu tiên là nghe tiếng mic này. Đấy, bây giờ em sẽ mở mic lên nhá. Hai mic karaoke không dây luôn. Alo. Alo, quý vị nghe tiếng mic sáng không ạ? Alo, đây là hiệu ứng vang này. Vang vượt của vang số này quý vị này. Alo, 1 2 3 4 hết vang nhá. Alo, 1 2 các bác thấy không ạ? Nên vang vượt này rất dễ này. Alo, 1 2 quý vị nghe vang sướng không? Alo, alo. Buông khói ngây thơ. Alo, nghe vang sướng không? 99 chế độ vang. Alo, vang lại khác luôn này. Alo, alo, 1 2 3 4. 99 chế độ vang. Alo, delay này, vang delay này. Alo. Rồi để hát karaoke quý vị nghe nhá. Kết nối thì vô cùng đơn giản. Alo. Nghe vang sướng các bạn. Alo. Alo, 1 buông khói lên vang này. Vang ít hay nhiều là do mình chỉnh effect ở đây này. Và cái kênh mic của nó chỉnh cũng riêng biệt luôn này. Đây anh em muốn vang có vang đây luôn này. Đây, vang này effect này. Đấy, được chưa? Bát chung check của mic chỉnh riêng biệt luôn. Có cổng 181 để hát livestream. Và bây giờ không chờ các bác chờ đợi đâu nữa, em sẽ hát thử bài. Các bạn nghe xem là khi mà một chiếc mixer kết hợp với một chiếc âm ly nó sẽ ra âm thanh hay như thế nào. Kết nối Bluetooth nhá. Alo. Quý vị nghe nhạc. Alo, 1 2. Alo, 1, 2, 2 mic luôn quý vị nhé. Quý vị nghe tiếng mic sáng vang sớm ạ. Cho vang lên một tí hát thật nhẹ nhá. Hát cực kỳ nhẹ luôn quý vị nghe này. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện âm hồn. Nửa đêm bỗng nghe âm một tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Hát em quý vị. Gác súng biên thủy một cơn gió hôn tôi chuyện chưa hẹn bao giờ mình chưa quen nhau. Nhà các bác nào có âm ly thì comment xuống là âm ly nhá các bác nhá. Hết bài này. Đấy, ok chưa? Xin chào các bác.